mình. Trong mua thế mà khổ, trong mang thế. Ừ. Nếu khỏe ra thì không làm gì cả. Rồi ôi này cởi ra được mình đẹp không không cứu nhầm ra đẩy ra này chết. Này tập trung hết ở cây dưới này thôi. Đúng rồi. Nhiều khi rẻ quá người ta lại không thích đâu. Kiểu thế. Quay mặt sau của nó tí. Lấy xe để xe để chưa? Mặt sau khá ổn. Mặt sau khá ổn. Hôm nay hôm trước em mua nhà một cái cầu trưởng bốn. Làm gì đi? Cũng xa. Đáng nào đi trùng mẹ phần căn thế. Không đi đâu. Chung có nhìn thấy mỗi cái tán không chả nhìn thấy thân gốc đâu cả. Thân ở trong. Thế thì khó lắm nhìn thấy. Thế nó có cái tiềm ẩn. Cú là cái gì? Trong mua thế mà khó. Đặc lão. Thân mang thế. Ừ. Nếu khỏe ra thì không làm gì. Để nó đi hoặc. Rồi ôi này cởi ra được. Mình đẹp. Không, không cứu nhầm. Ta đẩy ra này. Chết, nhầm. Dạ. Ôi chẳng thế chắc chắc thế nào. Cây như này. Cây đời chẳng ngay gì. Cây bước tàn nàng không. Này. Cái này mới để bàn cà phê mà nắm không được. Rồi chú thế. Đây là Nguyễn Phú Trọng rồi. Đây là ủy viên Trung ương Đảng. Đang quay lên mà tôi đưa lên. Làm sao? Thật, cũng hôm đó đưa em một lần rồi. Kể anh điểm tối lên, không lớn đâu. Lên thì cái đẹp thì mọi người ngắm tí. Sao đâu. Mặt sau ổn phết đấy. Sang xem quê của ông Tị thế nào. Hôm nay mỗi hôm chỉ mang một vài cây này, cây nào cũng ngon. Cành này, đây là một cái cây xanh này đã là biết cắt đúng không? Đâu anh? Xanh. Đấy, một cái tay người ta cắt ra thành cái cây đấy. Đây, chú Thủy. Cũng một cái con xanh nhé. Giấy. Đằng kia thấy có cái cây ổi tàu to. Đây đẹp đấy nhỉ.
này mà có diện tích về mà chơi. Đấy, lá nhỏ tí. Với hai thân là điệu quan trọng về làm lại nó ngon. Tiếp tục các em vừa mới gọi cho ba cái kênh của em đấy. Bác nào mà Lão Giáng Đình, anh con là Giáng Đình. Bác cái đang giới thiệu cây si, khá đẹp. Đây là cây si tác phẩm si này có tên là Ngũ Lão Giáng Đình. Ngũ Lão Giáng Đình, đúng rồi. Ngũ đây, 1, 2, 3, 4, 5 năm tay. Cây rất là già. Cây rất già. Đây. Đúng rồi, Giáng Đình. Ôm trên đá. Ôm đá. Anh vừa bảo là bao tiền nhỉ? 5 triệu. 5 triệu. Đấy. Bác nào mà thích thì cứ comment thôi. Một là em lấy hộ hoặc là liên hệ trực tiếp với bác đi, bác ơi. Văn Giang bác nhỉ? Văn Giang. Vâng. Số điện thoại là 0914 828 606. Ok. Bác gì nhỉ? Được. Vừa mới bảo tên. Bác Sinh. Bác Sinh Văn Giang. À, thích cứ gọi, có nhiều cây khác lắm. Đây. Ruối riêng xanh, ổi, tường vi, tự nguyệt quế. Nói chung là bonsai. Cây gì có. Chắc ở nhà còn nhiều hơn đúng không bác? Mang ít cây đi thôi đúng không? Yeah. Cây. Yeah. Con nhỏ nhỏ này bao nhiêu? Nhỏ nhỏ thì là 800. 800. Đây có con ổi quái phết đây này. Ngoằn ngoèo ghê. Em hay chơi ổi, hay đi đào bới ổi. Không ổi bây giờ mình làm được đấy nó. Em rất là thích ổi. Ổi nó vừa dân dã mà nó vừa có quả, có hoa. Cái da nó rất là đẹp. Ok. Em đi vòng đấy nhá. Xem là bác còn cây gì. Xanh Giáng Điền, xanh Giáng Điền, Giáng Điền già, thậm chí răng. Già, cây này già rồi. Cây này bao tiền anh? Cây này 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Giáng Điền. Mô bán hàng. Cái này mà để mà đón Tết ấy thì bác thường tuốt lá ở tháng mấy? Thường là xanh này là mình cắt lá để giữ răng một năm vào hai lần, thường vào giao lượng tầm tháng 3 và tháng 10. Không, ý em là mình muốn đón cái lộc nó vào lộc Tết đấy. Tết đấy thì cắt trước khoảng độ 2 tuần nhỉ, tầm đấy. Không, nó phải trước tầm độ khoảng 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi à? Thì đến bắt đầu nhú nhú ấy, chỉ cần nó nhú nhú lên. Nếu mà nhú nhú nó phải mất tầm độ khoảng 25 đến 35 ngày. Nhưng mà mình muốn để mà nó có răm được, nó mịn, nó dày rồi thì mình cắt trước tầm khoảng 2 tháng. Này mà có quả thì đẹp. Không, xanh quả thì nó lại có một cái đặc thù, nó giống riêng của nó thì cũng cứ ra là ra quả, là nó cái dòng xanh đá. Đúng không? Dòng xanh đá thì cứ ra là ra quả, rất sai. Cũng có một giống Nam Điền quả. Có, Nam Điền có quả. Nam Điền nó có sai như dòng xanh đá. Đúng rồi. Nam Điền, riêng Nam Điền nó có mấy dăm bảy loại. Và hai nữa là nó ra quả nó còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố chăm sóc. Đấy. Con này cũng của bác nhỉ? Con này thì nó là những cái con phôi phôi dở đang phải chờ. Nhìn có răng dấp là ổn rồi đấy. Làm con này thì nó cũng có những cái triển vọng. Nhìn là thấy rồi đấy. Cũng Nam Điền luôn đấy, nhìn cái da đang hình thành những cái tạo cho nó hình thành.
Rồi. Sáng đó. Hồi đấy bác lấy bao nhiêu tiền? Cái này nói chung là cái phôi tốt rồi. Đấy, 1 triệu. Già. Đấy. Thân tốt, chuyển. Chuyển, cắt chuyển. Cắt giật, chuyển. Tay cành cắt giật. Đấy. Dăm mà lấy thì nhanh thôi. Quan trọng là được cái dáng dấp rồi. Quan trọng nhất là cái thời kỳ mình nuôi để tạo dáng. Vâng. Cái khâu tạo dáng thì nó như là một nhà thiết kế. Đúng rồi. Đấy. Ngay bước đầu là mình phải định hình được. Không, không những là cần nghệ thuật mà phải có thời gian. Chứ không, không thể vội được. Okay. Bác nào có mấy cái phôi to quá nhỉ? Tí em quay lại nhá. Gặp các bác để giới thiệu cái cây. Đây. Nhìn xuống sang bên này này.